Chúng ta sẽ mở đầu bản tin sáng ngày hôm nay với việc điểm nhanh một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin. Đầu tiên sẽ là kết quả trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 giữa đội sinh viên Nhật Bản và đội tuyển Indonesia. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 đã khép lại với chiếc vô địch thuộc về đội sinh viên Nhật Bản sau thắng lợi thuyết phục 3-0 trước tuyển Indonesia. Không chỉ có vậy, đội bóng này còn sở hữu một loạt các danh hiệu cá nhân xuất sắc khác. Tại giải quần vợt Wimbledon 2017, nhà vô địch nội dung đơn nữ của giải cũng đã được tìm ra. Hạt giống số 14, người Tây Ban Nha Gabi Muguruza đã giành chiến thắng với các tỷ số 7-5 và 6-0 trong trận chung kết trước hạt giống số 10 Venus Williams để vô địch đơn nữ Wimbledon 2017. Ở set 1, Muguruza giành break ở game thứ 11 trước khi giành chiến thắng quyết định trong game cầm dao bóng. Sang set 2, Muguruza giành đến 3 break và giành chiến thắng sau 1 giờ 17 phút thi đấu. Tại chặng đua thứ 14 của Tour de France năm 2017 thì sau rất nhiều nỗ lực, Chris Froome đã giành lại chiếc áo vàng. Chặng 14 của giải đua xe đạp Tour de France 2017 có lộ trình từ Blagnac-Pyrodo với chiều dài 181,5 km. Tay đua của đội đua Sunweb là Michael Matthews là người cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 21 phút 56 giây. Nhà đương kim vô địch Chris Froome với việc cán đích chỉ 1 giây sau đó đã vượt qua Fabio Aru trên bảng xếp hạng tổng để giành lại áo vàng. Thưa quý vị khán giả, tới qua giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 cũng đã chính thức khép lại với những trận đấu cuối cùng. Ở trận đấu tranh hạng 5, đội tuyển trẻ Việt Nam dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng không thể tạo nên bất ngờ trước các cô gái của đội tuyển Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc. Nhập cuộc đầy tự tin, đội tuyển trẻ Việt Nam khởi đầu trận đấu khá tốt và đã ghi được liên tiếp 6 điểm. Sau đó, đội Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc dần lấy lại được thế trận và cân bằng điểm số. Những phút tiếp theo, hai đội bám đuổi nhau từng điểm số một. Với kinh nghiệm, lợi thế về chiều cao và thể lực tốt, các cô gái Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc đã giành chiến thắng trước đội tuyển trẻ Việt Nam 25-22 ở set đấu thứ nhất. Sang set 2, thế trận diễn ra tương tự. Mọi nỗ lực của đội tuyển trẻ Việt Nam cũng không thể tạo nên bất ngờ và các cô gái của chúng ta đành chịu thua với tỷ số 21-25. Với thế trận áp đảo, đội Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc giành chiến thắng cách biệt 25-14 ở set đấu thứ ba, qua đó giành chiến thắng 3-0. Đội Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc xếp vị trí thứ 5 và đội tuyển trẻ Việt Nam đứng vị trí thứ 6 tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Từng thắng cách biệt 3-0 trước đội Suwon Hàn Quốc, thế nhưng ở trận đấu tranh hạng 3 này, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu hết sức tập trung. Trong set đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến những phương án tấn công đa dạng của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Cùng với sự hiệu quả từ hàng chắn, đội tuyển Việt Nam không mấy khó khăn để vươn lên dẫn trước với tỷ số 25-13. Set 2 trở nên kịch tính hơn với sự nỗ lực của đội tuyển Suwon Hàn Quốc. Chính những lỗi bắt bước 1 của đội tuyển Việt Nam đã giúp đội bóng áo trắng liên tục dẫn trước về mặt điểm số. Thế nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của Ngọc Hoa đã giúp cho đội bóng của chúng ta thắng sát nút 25-23. Set 3 vẫn là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa hai đội. Cũng giống như ở set đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng 25-23. Vượt qua đội Suwon Hàn Quốc 3-0, đội tuyển quốc gia Việt Nam giành hạng 3 tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Cũng trong tối ngày hôm qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 đã khép lại với trận chung kết giữa đội sinh viên Nhật Bản và đội tuyển Indonesia. Không có gì bất ngờ khi mà các cô gái Nhật Bản với một phong độ rất thuyết phục đã lần thứ 3 đăng quang tại giải đấu một cách xứng đáng. Đội tuyển sinh viên Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước các cô gái đến từ Indonesia. Những pha phát bóng có độ khó cao cùng khả năng phòng ngự hàng sau ấn tượng đã giúp thầy trò huấn luyện viên Fuji Masahiro dễ dàng vượt qua đội tuyển Indonesia với tỷ số cách biệt sau 3 set đấu là 25-14, 25-19 và 25-14, qua đó đăng quang ngôi vô địch. Buổi lễ bế mạc của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 có sự có mặt của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Đài truyền Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao và đại diện các nhà tài trợ. Giải đấu đã tìm ra được những chủ nhân xứng đáng cho những danh hiệu cá nhân xuất sắc. Chủ công thi đấu ấn tượng nhất thuộc về Manganang của đội Indonesia và Trần Thị Thanh Thúy của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, Winda của đội tuyển Indonesia và Ngọc Hoa của tuyển Việt Nam đoạt danh hiệu phụ công xuất sắc nhất.
Đội tuyển sinh viên Nhật Bản chiếm ưu thế trong danh sách này với các danh hiệu đối truyền xuất sắc nhất thuộc về Misaki, truyền hai ấn tượng thuộc về Mika, trong khi Manami trở thành libero xuất sắc nhất, còn Yuka là vận động viên toàn diện nhất giải. Trong khi đó, danh hiệu cá nhân được chờ đợi nhất ở mỗi kỳ VTV Cup là hoa khôi bóng chuyền đã thuộc về vận động viên của đội Suwon Hàn Quốc Lee Yoon Jung. Ở các danh hiệu đồng đội, tuyển trẻ Việt Nam nhận giải phong cách, giải khuyến khích thuộc về các cô gái của Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc. Đội Suwon Hàn Quốc giành hạng tư chung cuộc. Các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã có thắng lợi ở trận tranh hạng 3 để làm vui lòng các khán giả nhà. Đội Indonesia cũng đã đổi được màu huy chương với vị trí Á quân. Còn ấn tượng nhất vẫn là đội sinh viên Nhật Bản. Họ đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối khi thắng tất cả các trận và không để thua một set đấu nào. Lần thứ 3 tham dự VTV Cup và cũng là lần thứ 3 đội bóng đến từ Nhật Bản đăng quang tại giải. 14 năm đồng hành với bóng chuyền Việt Nam, VTV Cup tiếp tục cho thấy vị thế, uy tín và công tác tổ chức chuyên nghiệp của VTV, đọng lại trong lòng các vận động viên quốc tế như hình ảnh thật đẹp về đất nước con người Việt Nam, mang đến ngày hội thực sự cho những người hâm mộ bóng chuyền cả nước và là trải nghiệm tuyệt vời cho các vận động viên. Tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2017. Xin cảm ơn các vận động viên, các huấn luyện viên và tổ trọng tài đã mang tới một giải đấu chất lượng với rất nhiều những trận đấu hay. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen năm 2017 đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại mãi trong lòng những vận động viên tham dự giải. Bên cạnh những màn so tài hấp dẫn, kịch tính, giải đấu chắc chắn cũng sẽ mang tới cho họ những trải nghiệm không thể nào quên trong suốt sự nghiệp. Giải cúp cho em mang lại nhiều cảm giác rất là vui và hồi hộp, và cảm giác được thử mình trên sân, như lại được khám phá nhiều cái mới hơn. Đối với em thì VTV Cup thì năm nào cũng rất là tuyệt vời ạ. Không có gì để diễn tả được cái điều đó. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là một giải đấu rất tuyệt vời đối với tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được chơi trận chung kết ở một giải đấu lớn như thế này. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện với giải đấu năm nay. Thực sự là vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều VTV Cup. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tham dự VTV Cup. Cảm xúc thật là tuyệt vời. Giải đấu quá ấn tượng với tôi và các đồng đội. Các trận đấu rất hấp dẫn, còn khán giả ở đây thì vô cùng cuồng nhiệt. Đây thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi. Mong là tôi sẽ được trở lại giải đấu này trong những năm tiếp theo. Lần đầu tiên VTV Cup 2017 tổ chức ở Hải Dương thì điều em mà ấn tượng nhất đó là khán giả. Khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu thì khán giả cổ vũ rất là nhiệt tình và ủng hộ đội tuyển Việt Nam dù chúng em có thua hay là chúng em thắng, dù chúng em có buồn hay chúng em vui ạ. Tạm biệt VTV Cup, hẹn gặp lại lần sau. Trong suốt ngày tranh tài thì giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm của khán giả Hải Dương nói riêng, và không chỉ có thế, còn có khán giả của các tỉnh thành lân cận. Thực sự thì trong 14 năm tổ chức, 14 lần tổ chức đã qua thì VTV Cup luôn mang lại những dấu ấn rất đậm nét cho khán giả trên mọi miền Tổ quốc. Điều gì đã khiến cho khán giả lấp kín các nhà thi đấu? Điều gì đã khiến cho người hâm mộ hứng khởi ở trên các khán đài? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Những pha bóng giằng co điểm số dưới sân kéo theo những thay đổi biểu cảm cảm xúc của cổ động viên trên khán đài. Những cú đập bóng ăn điểm làm nhà thi đấu như nổ tung. Bầu không khí sôi động không ngớt, và nếu rời mắt chút thôi, bạn có thể đã bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt vời. Đó là không khí đặc biệt tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Những bàn thắng ghi được ở phút bù giờ luôn làm cho cầu trường bùng cháy. Nhưng trong bóng chuyền này, mỗi một điểm số lại chứa đựng rất nhiều những cảm xúc, những cung bậc khác nhau. Tôi thấy có nhiều cái cảm xúc hay lắm. Trong tất cả những loại thống môn thể thao thì bóng chuyền tôi thấy cảm xúc hay nhất.
cảm xúc của bóng chuyền là hồi hộp và nó cũng dâng trào lên. Có những cái quả mà có những cái pha bóng mà hay ấy, phải nói là rất là cảm xúc. Tôi có rất là cảm xúc với những cái set đầu tiên mà set thứ hai vừa rồi có một quả cứu bóng của Phương Thúy và tôi rất là thích. Hàng ngàn cổ động viên trên các khán đài với muôn hình vạn trạng kiểu xem và tận hưởng trận đấu. Đây là kiểu chung vui, kiểu riêng một góc trời. À, chỉ là bóng ra ngoài. Vâng, bây giờ là Phương Mai. Anh chàng với chiếc điện thoại trên tay tập làm bình luận viên này, chúng tôi tạm gọi là kiểu sẻ chia cảm xúc. Còn người phụ nữ này thì chắc chắn là một người yêu bóng chuyền đến quên hết mọi thứ xung quanh. Không biết diễn tả như nào nhưng mà thật sự là rất vui và hạnh phúc lần đầu tiên được xem ở ngoài đời, được xem các cô gái ở ngoài đời như thế này. Nhiều người thậm chí cho rằng bóng chuyền còn hấp dẫn hơn bóng đá. Chúng tôi không muốn so sánh bởi mỗi môn thể thao có nét hấp dẫn riêng. Bản thân mỗi giải đấu lại có sức hút riêng với khán giả. Nhiều giải bóng chuyền dù chất lượng chuyên môn tốt cũng chưa chắc đã lôi kéo được sự quan tâm của người xem. Điều quan trọng đó là khán giả sẽ tới với giải đấu nào, luôn đặt cảm xúc của người hâm mộ lên hàng đầu.